Chào mừng tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục Di chú Hoa Kỳ tổng hợp. Câu hỏi ngày hôm nay: hồ sơ bảo lãnh anh chị em diện F4 nộp từ năm 2012 đến nay vẫn chưa được chấp thuận, có bình thường không? Hiện tại người được bảo lãnh đã có gia đình thì khi nào mới bổ túc hồ sơ cho vợ con? Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Diện F4 đang được mở cho làm các bước đối với những hồ sơ nộp trước ngày 8 tháng 11 năm 2007. Hồ sơ này còn phải đợi 4 đến 5 năm nữa mới được mở tại NVC. Tuy nhiên, đối với những hồ sơ đã gần 10 năm mà chưa được chấp thuận là không bình thường, nên liên hệ với sở di trú để hỏi, truy cập vào đường dẫn được hiển thị như trên màn hình. Hiện tại, nếu người được bảo lãnh đã có gia đình thì đợi khi hồ sơ chuyển về NVC bổ túc tại đây sẽ nhanh hơn. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp cả nhà trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.